Tin Tri Tít Lò, tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, nữ mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024, vận đồ ngút trời, trúng số liên tiếp, đổi đời đại gia, mua nhà, mua đất, mua xe, cuộc sống hàng ngày dư dả tiền tiêu. Mây được tử vi hoan hỷ chào đón quý tín chủ tuổi Bính Thìn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mến chúc quý tín chủ luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp, các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu và đưa ra dự báo rằng năm Giáp Thìn 2024 là thời điểm bứt phá của quý tín chủ tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, nữ mạng. Vận trình được nhiều các tinh cao chiếu, thần tài ban cho lộc lớn, quý nhân tề tựu mà ăn nên làm ra, tiền bạc cứ ùn ùn đổ về nhà, giàu sang phú quý hơn người. Vậy vận trình của quý tín chủ tuổi Bính Thìn diễn ra trong năm Giáp Thìn 2024 như thế nào? Làm sao để đốn cát xua hung, lộ trình may mắn, công việc hanh thông, tài lộc như ý? Thì ngay sau đây xin mời quý tín chủ cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết. Để biết được vận trình của mình trong năm, ta cần xét trên các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, hướng xuất hành, tuổi sông đất và tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên, tổng quan tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Năm Giáp Thìn 2024, cuộc sống của quý cô tuổi Bính Thìn sẽ có nhiều biến động, thay đổi lớn, nhiều vấn đề phải đối mặt và giải quyết, do đây là năm tuổi của quý cô. Do đó, nên có sự chuẩn bị tốt, đồng thời tự mình nỗ lực, không nên quá trông đợi vào người khác. Điều quan trọng là hãy học cách điều hòa tâm thái, sống và làm việc với suy nghĩ tích cực thì mọi thứ sẽ trở nên thông thuận hơn nhiều. Vận trình trước nghịch sau thuận, có cố gắng sẽ có thành tựu. Năm này các quý cô tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, gặp hạn huỳnh tuyền, rất xấu, không hề an toàn, đầy nguy hiểm, có thể đau ốm tới mức từ giã cõi trần, rũ bỏ bụi trần, ngao du tiên cảnh. Không chỉ vậy, tuổi Bính Thìn nữ mạng trong năm 2024 là 49 tuổi, đây là năm tuổi của bổn mạng, không phải đơn thuần mà người xưa lại có câu cửa miệng, 49 chưa qua, 53 lại tới. Như vậy ta có thể hình dung đây là một năm đại hạn đối với quý cô tuổi Bính Thìn, vượt qua được năm này có thể coi là may mắn với quý cô tuổi này. Nhưng, may mắn là năm này quý cô có được sao Thái Âm là cát tinh trợ mệnh, giúp cho vận trình trong năm của quý cô hóa nguy thành an, giảm bớt được nhiều sự đả kích của các hung tinh. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ. Xét về thiên can. Thiên can của người tuổi này là Bính ngũ hành hỏa, gặp thiên can giáp ngũ hành hỏa của năm 2024 là quan hệ chủ về bình hòa. Năm này công việc của chủ mệnh có thể không được khởi sắc như kỳ vọng. Đối với những mong muốn của bản thân khó đạt được, xét tử vi 2024 tuổi Bính Thìn nữ mạng thấy ngũ hành của thiên can năm có mối quan hệ tương sinh với ngũ hành của tuổi, theo đó đối với công việc trong năm đều nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Xét về địa chi. Địa chi của người tuổi này là Thìn, gặp năm 2024 có địa chi là Thìn, là thái tuế của quý cô. Bản thân trong năm tự hình và được gọi là năm tuổi. Xem tử vi tuổi Bính Thìn nữ mạng năm 2024 cho biết, năm nay là năm thái tuế đáo tụng đình. Theo đó, trong năm 2024 đưa tới nhiều chuyện thị phi, tiểu nhân quấy phá. Hơn nữa, công việc kinh doanh làm ăn dễ đưa tới những thay đổi, phát triển cũng như mở mang thêm. Bên cạnh đó, trong cuộc sống đưa tới những định hướng mới. Xét về ngũ hành. Xem tử vi 2024 Bính Thìn nữ mạng cho hai người tuổi này có ngũ hành thổm gặp năm Giáp Thìn thuộc ngũ hành hỏa thể hiện về quan hệ tương sinh, rất tốt. Theo đó đây là năm thuận lợi đối với chủ mệnh tuổi này. Cuộc sống đưa tới những tin vui mới. Việc mưu cầu liên quan đến danh vọng cũng được lợi. Bên cạnh đó, khi xuất tiền trong năm hay tiến hành mọi đầu tư trong kinh doanh đều dễ dàng và xuôi thuận. Đây cũng là năm rất tốt cho người thuộc hành thổ xuất hành đi xa bởi khó khăn nhận được hỗ trợ của quý nhân. Xét về cung phi. Cung phi của người tuổi này là ly ngũ hành hỏa, gặp năm 2024 cung phi là trấn ngũ hành mộc, tương ứng quan hệ sinh khí, tốt. Đây là sao tốt nên chủ về mưu cầu công danh thuận lợi, trong năm dễ có sự mở mang thêm cho công việc. Hơn nữa,
Xét tử vi năm 2024 tuổi Bính Thìn nữ mạng về ngũ hành của cung phi năm Mộc tương sinh cho hành hỏa của cung phi tuổi, nên nhiều khả năng công việc quý cô tốt, được quý nhân hỗ trợ. Trong năm công việc làm ăn kinh doanh của chủ mệnh cũng nhiều may mắn và gia đình có tin vui. Xét về tứ trụ, thiên hỏa, địa hỏa. Theo chuyên gia thấy rằng trong năm Giáp Thìn, mọi việc của quý cô tuổi Bính Thìn có thể phát triển không mấy tích cực. Mối quan hệ giữa thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ cho thấy quý cô tuổi Bính Thìn được nhận xét là vận trình trong năm 2024 có tốt có xấu, hung cắt đan sen, chưa thực sự ổn định. Quý cô được lưu niên tương sinh, vận khí vượng, công việc có đầu có cuối, tiền bạc thu về không ít, có cơ hội phát triển, song vẫn cần đề phòng tiểu nhân quấy phá, giở trò thị phi. Tiền bạc có phần tăng tiến hơn, nhưng vẫn phải nỗ lực nhiều mới được như ý nguyện. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, bước vào năm 2024 âm lịch, năm 49 tuổi, đây được coi là năm hạn lớn nhất của đời người, đề phòng sức khỏe, tai nạn, thương tật, mất tiền hao của. Về phương diện sự nghiệp của tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, nữ mạng, năm 2024. Trong năm 2024, nữ tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, sẽ có nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Quý cô không những tạo dựng được nhiều mối quan hệ mà còn có quý nhân phù trợ, giúp con đường công danh, sự nghiệp ngày càng rộng mở. Tuy nhiên, xung quanh quý cô vẫn có không ít kẻ tiểu nhân đố kỵ, ghen ghét đang ngấm ngầm cản trở, phá hoại. Nhưng, điều đầu tiên là phải thay đổi tâm tính, suy nghĩ tích cực hơn, tự mình nỗ lực sẽ có thành quả xứng đáng, đừng ỷ lại vào bất cứ ai. Đón nhận mọi thứ đến với mình phải giữ tâm thế bình tĩnh, kiên nhẫn chờ thời cơ, làm việc gì cũng phải thận trọng, cần nâng cao độ tập trung để tránh gây ra sai lầm đáng tiếc ắt mọi chuyện sẽ thành. Càng về cuối năm càng thuận lợi, công việc phát triển như mong đợi. Bên cạnh đó, người tuổi này cũng có thể tranh thủ thời gian này để học hỏi thêm những kiến thức, kỹ năng mới. Mở rộng các mối quan hệ xã giao sẽ giúp ích cho việc hợp tác làm ăn, đây sẽ là tiền đề giúp quý bạn phát triển sự nghiệp của mình hơn nữa. Về phương diện tài lộc của tuổi Bính Thìn, nữ mạng, năm 2024. Nhờ biết tích lũy, tài lộc của nữ tuổi Bính Thìn tương đối ổn định trong năm 2024. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hung tinh, quý cô có thể đối mặt với nguy cơ thất thoát tiền bạc bởi những vấn đề phát sinh khó có thể lường trước. Vì vậy, với quý cô tuổi Bính Thìn cần biết cách quản lý chi tiêu hợp lý, hạn chế chi tiêu cho những thứ không cần thiết, việc tiêu dùng. Có kế hoạch cũng khiến bạn cân đối được mức thu chi của mình, không chi tiêu vượt quá mức cho phép để có cuộc sống no đủ. Đồng thời cần có một khoản tiền tiết kiệm dành riêng cho những trường hợp cấp bách. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh cho vay tiền hoặc hùn vốn đầu tư lớn trong năm này. Việc làm ăn nên thuận theo tự nhiên, lấy ổn định làm trọng để hoàn thành kế hoạch của mình trong năm và nhận được kết quả ngoài sức mong đợi, từ đó sẽ thu về được tiền bạc. Đặc biệt là về đầu tư tài chính, năm nay không có may mắn trong việc hợp tác làm ăn lớn, quý cô dễ bị thất thoát do thiếu thốn kinh nghiệm hoặc xuất hiện các biến cố bất ngờ, cứ cố chấp tiến hành có thể rơi vào khủng hoảng tài chính nặng nề. Tử vi cho thấy, năm nay mặt khó khăn sẽ nhiều hơn mặt thuận, quý cô đừng nên ỷ vào sự khôn ngoan, ứng xử khéo léo để khởi mưu cầu. Cho dù bạn tài ba, đoạt được thành công cũng chỉ là tạm thời, ẩn tàng phía sau sẽ là họa hại, khó khăn gấp bội, nên bạn cần mọi sự cẩn trọng, không nên thực hiện những việc lớn lao, kẻo lại rước họa vào thân. Về phương diện tình cảm của quý cô tuổi Bính Thìn, những người sinh năm 1976 trong năm 2024. Vận trình tình cảm trong năm thì nằm ở mức trung bình. Mặc dù đây là năm tuổi của bạn, nhưng bạn không chịu tác động nhiều từ hung tinh đến vận trình tình cảm, vì vậy tuổi Bính Thìn chỉ cần yên tâm đối xử với nửa kia thật tốt là được. Trong quan hệ vợ chồng, cả hai thường xuyên vun đắp tình cảm, dành nhiều thời gian để chia sẻ và thấu hiểu cho nhau. Có một người bạn đời đồng hành, mọi thử thách đều vượt qua một cách dễ dàng. Ngoài ra, quý cô có thể xem tuổi vợ chồng hợp hay khác nhau để tìm cách hóa giải, đem đến sự hạnh phúc cho gia đình. Nhưng xét cho cùng, năm 2024 có lắm trắc trở, quý cô tuổi Bính Thìn nên dành nhiều tâm sức hơn cho việc kiếm tiền và chăm lo cuộc sống. Chuyện yêu đương, nếu như đang còn độc thân, muốn đi thêm bước nữa vẫn nên thuận theo tự nhiên cho thỏa đáng. Về phương diện sức khỏe của quý cô tuổi Bính Thìn, những người sinh năm 1976 trong năm 2024. Do áp lực công việc nên quý cô tuổi Bính Thìn hay mất ngủ, ngủ không đủ giấc, thường xuyên nạp vào cơ thể những chất gây hại cho sức khỏe.
Điều này khiến cả thể chất và tinh thần của người tuổi này bị ảnh hưởng rất nhiều, dễ dẫn đến các bệnh về máu huyết và đường tiêu hóa. Vì vậy, quý cô tuổi Bính Thìn cần thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi khoa học, đồng thời giữ tinh thần luôn trong trạng thái thoải mái, vui vẻ. Trong năm này, quý cô nên giữ tâm thái bình an, khi đi đến chỗ xa lạ không nên tranh chấp lời nói, thân xác để tránh đổ máu. Về chế độ ăn uống và làm việc, nghỉ ngơi hàng ngày, nữ tuổi Bính Thìn phải chú ý hơn, ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng, chú ý không ngừng nâng cao chất lượng giấc ngủ cá nhân. Điều đáng nói là nữ tuổi Bính Thìn phải bình tĩnh chấp nhận quá trình già đi và không phẫu thuật thẩm mỹ, nếu không rất dễ xảy ra tai biến y khoa. Đối với nữ tuổi Bính Thìn, đặc biệt chú ý an toàn giao thông khi lái xe, không tùy tiện vi phạm luật lệ giao thông. Quý cô có thể treo vật phẩm phong thủy con vật tam hợp, thân Tý Thìn, mong cầu mọi điều tốt lành đối với chiếc xe và gia chủ. Ngày, giờ xuất hành, tuổi Sông Đất tốt cho tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Số của tuổi Bính Thìn, nữ mạng, hợp với giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Quý cô cứ thế xuất hành làm ăn, giao dịch, hùn hợp hay phát triển về sự nghiệp, sẽ gặp nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết, dương lịch, thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi Bính Thìn gồm các khung giờ sau. Giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Hướng xuất hành tốt cho quý cô tuổi Bính Thìn. Xuất hành theo hướng Đông Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Đông Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết, dương lịch, chủ nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Ất Tỵ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý cô, hướng tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Ngày mùng 3 Tết, dương lịch, thứ Hai, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày tam nương sát, xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý cô. Xuất hành theo hướng Tây Nam để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Chính Đông để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Sông Đất hợp với gia chủ tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Bính Thìn, điều này giúp mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới Sông Đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà quý cô nhận được càng nhiều. Tuổi Sông Đất tốt cho gia chủ tuổi Bính Thìn năm 2024 gồm các tuổi sau. Ất Mùi, sinh năm 2015, nam, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh sinh khí, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Giáp Ngọ, sinh năm 2014, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Kỷ Mùi, sinh năm 1979, nam, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh sinh khí, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nam mạng, bản mệnh bình hòa, thiên can bình hòa, địa chi lục hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Bính Thân, sinh năm 2016, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Các tuổi cần tránh, không nên xông đất cho gia chủ tuổi Bính Thìn trong năm 2024, gồm có Nhâm Thìn 2012, Quý Tỵ 2013, Quý Hợi 1983, Canh Tuất 1970, Nhâm Tuất 1982.
Tử vi tuổi Bính Thìn, nữ mạng năm 2024, có phạm tam tai, kim lâu, hoàng ốc, thái tuế, trạch tuổi không. Tam tai năm 2024, ví dụ, quý cô tuổi, thân, ý, thìn, gặp hạn tam tai vào các năm, dần, mão, thìn. Như vậy, tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, nữ mạng, năm Giáp Thìn 2024, sẽ phạm tam tai năm thứ ba. Tuổi Kim Lâu năm 2024, năm Giáp Thìn 2024, gia chủ Bính Thìn, sinh năm 1976, là 49 tuổi âm lịch, gia chủ sẽ không phạm Kim Lâu. Hạn Hoang Ốc năm 2024, gia chủ tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, là 49 tuổi âm lịch, gia chủ sẽ không phạm hạn Hoang Ốc. Thái Tuế năm 2024, gia chủ tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, năm Giáp Thìn 2024 sẽ phạm vào hình Thái Tuế. Năm hạn Thái Tuế hại tuổi Cẩm Tinh, đại diện cho năm đó dễ có kẻ tiểu nhân quấy phá, nhưng chưa đến nỗi phải kỵ. Tuy nhiên, quý cô cũng dễ gặp chuyện bất an, tài vận suy kém, sự nghiệp gặp trở ngại. Hạn chế đi đám ma, đám hiếu, không vào phòng sinh đẻ, không đến nơi hoang vu, hẻo lánh, không tiến hành chuyện lớn, chuyện đại sự, không nên đứng ra giúp đỡ hay bảo đảm cho người khác. Tất cả những hành động trên sẽ khiến cho quý cô vướng phải phiền phức, rắc rối, thậm chí có thể bị họa đau thương hay vướng phải kiện tụng, nên lánh đi là hơn. Trạch tuổi năm 2024. Theo hệ thống cửu trạch vận niên thì gia chủ Bính Thìn, sinh năm 1976, trong năm Giáp Thìn 2024 là trạch hư. Trạch hư là một trong năm trạch xấu gồm trạch bại, trạch hư, trạch khốc, trạch quỷ, trạch tử. Và năm 2024, gia chủ tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, gặp trạch hư, không nên mua nhà, làm nhà hoặc sửa nhà vào năm nay. Để vượt qua được năm tuổi của bổn mạng, tức là năm 49 tuổi, quý cô tuổi Bính Thìn cần phải đặc biệt chú ý đến hạn Huỳnh Tuyền, hạn hình Thái Tuế và sao Thái Âm chiếu mệnh. Nữ tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, trong năm 2024, gặp hạn Huỳnh Tuyền. Một trong những đặc điểm rất dễ thấy của hệ thống 8 hạn luân phiên hàng năm đó là không có hạn tốt, hạn nào cũng đều là hạn xấu cả. Hạn Huỳnh Tuyền được coi là một hạn rất nặng nề trong hệ thống 8 hạn luân phiên theo năm này. Hạn Huỳnh Tuyền chủ về sức khỏe, quý cô sẽ thường gặp chứng đau đầu, chóng mặt, xây sẩm. Kinh doanh nên kiêng kỵ đường thủy, để vẹn toàn thì không nên làm gì liên quan đến sông nước. Đặc biệt không được bảo chứng cho bất cứ ai vì ắt sẽ nảy sinh chuyện bất lợi. Nhắc đến hạn Huỳnh Tuyền, sách thời xưa có câu cửa miệng, Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt đề phòng tay chân. Câu này giúp ta làm rõ và phần nào hiểu được hạn Huỳnh Tuyền tốt hay xấu. Theo đó hạn Huỳnh Tuyền thường bị bệnh nặng, nhiều người có thể nguy hiểm đến tính mạng. Về sức khỏe, người gặp hạn Huỳnh Tuyền có thể bị mắc chứng bệnh đau đầu, đau người, sức khỏe suy giảm. Chủ sự thường bị đau đầu, chóng mặt, mặt mũi xây sẩm, làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Về làm ăn, nếu kinh doanh, buôn bán bằng đường thủy, đường sông nước sẽ không được thuận lợi, gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Nhìn chung tất cả công việc liên quan đến đường thủy, đường sông nước thì quý cô không nên tham gia, dù ít hay nhiều cũng có thể để lại hậu quả khôn lường. Về cuộc sống, nếu việc đứng ra làm chứng hay chứng nhận công việc gì hoặc cho ai đó, dễ mang họa, gặp nhiều chuyện bất lợi, dẫn tới tiền mất tật mang, đồng thời làm cho cuộc sống của mình cũng như của gia đình không được ổn định. Hạn Huỳnh Tuyền đồng nghĩa với suối vàng, âm phủ, cõi chết nên cần hết sức giữ gìn phòng tránh tai nạn đột ngột hoặc bệnh tật hiểm nghèo. Căn cứ vào những đặc điểm như đau đầu, xây sẩm, chóng mặt thì trong y học người ta thường thấy nó giống với các triệu chứng của bệnh cao huyết áp, tai biến, đột quỵ của nhiều cụ già. Mà đối với các cụ lớn tuổi, mặc cho hạn Huỳnh Tuyền tốt hay xấu ra sao, khi gặp phải bệnh này nếu không được xử lý cấp cứu kịp thời thì vô cùng nguy hiểm. Có 4 điều cần biết để vượt qua hạn Huỳnh Tuyền đối với quý cô tuổi Bính Thìn. Vốn Huỳnh Tuyền là đại hạn chủ về sức khỏe, vì vậy khi gặp hạn này cần chú ý hơn về mặt sức khỏe của mình. Thứ nhất, về sức khỏe, quý cô gặp hạn này nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân. Song đó cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, cà phê. Thứ hai, công việc làm ăn. Người gặp hạn Huỳnh Tuyền cần tránh làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước. Tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Tốt nhất quý cô không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Thứ ba,
Đặc biệt trong cuộc sống, người gặp hạn huỳnh tuyền không nên bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì sức khỏe bị nguy hiểm. Thứ tư, nguyên tắc chung của việc giảm thiểu nguy cơ, tăng cường may mắn và sức khỏe đó là tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện. Việc này không cần gặp hạn mới thực hiện mà nên thực hiện đều đặn, thường xuyên để bồi đắp nền tảng, gốc rễ của phúc đức, vận may cho mình. Quý cô tuổi Bính Thìn vào năm 2024 sẽ phạm vào hình thái tuế. Hình thái tuế, năm hạn thái tuế hình tuổi Cầm Tinh, trong những năm này, quý cô cần hết sức cẩn thận kẻo vướng họa kiện tụng, tiểu nhân hãm hại, bị phạt tiền, mất việc, bản thân và người nhà sức khỏe có vấn đề. Hình thái tuế, hay còn được gọi là thiên xung chỉ trường hợp người có tuổi con giáp cách con giáp lưu niên 6 năm, chịu ảnh hưởng hình khắc, tức thiên xung với lưu niên thái tuế. Những ai vào năm phạm thái tuế không nên làm gì? Hạn chế đi đám ma, đám hiếu, không vào phòng sinh đẻ. Điều này được lý giải là vì trong vận trình một năm thì không hẳn lúc nào người phạm thái tuế cũng xui xẻo. Nhưng ngũ hành sinh khắc, tức nếu tham gia quá nhiều vào các chuyện xui xẻo thì giống như diêm gặp lửa, dễ làm cho bản thân bắt đầu xui xẻo. Nếu nhất định phải tham gia thì tùy vào nghi lễ mà nên tránh làm bước cuối cùng. Ví dụ đưa đám ma thì lúc cuối nên quay lưng lại với bia mộ. Đối với phòng sinh đẻ thì nên chuẩn bị một bao lì xì đỏ để lấy chút khí lành. Không đến nơi hoang vu, hẻo lánh. Vì theo thuyết âm dương, chỗ nào càng vắng vẻ heo hút, âm khí càng nhiều, không tốt cho người phạm thái tuế. Không tiến hành chuyện lớn, chuyện đại sự tốt nhất. Nếu gặp những chuyện có tính biến động lớn hoặc biến hóa không lường trước được thì nên nhẫn nại hoặc không nên tham gia. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Không nên đứng ra giúp đỡ hay bảo đảm cho người khác bất cứ lúc nào phạm thái tuế, tối kỵ bốc đồng, sốc nổi. Đứng ra lo chuyện bao đồng, giúp đỡ người không quen biết hay giúp bạn bè đứng ra đảm bảo để vay mượn tiền bạc. Những hành động thiếu suy nghĩ sẽ khiến cho bạn vướng phải phiền phức, rắc rối, thậm chí có thể bị họa đau thương hay vướng phải tiện tụng, nên lánh đi là hơn. Có 4 điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua được hạn hình thái tuế đối với quý cô tuổi Bính Thìn. Thứ nhất, hạn chế đi đám ma, đám hiếu, không vào phòng sinh đẻ. Điều này được lý giải là vì trong vận trình một năm thì không hẳn lúc nào người phạm thái tuế cũng xui xẻo. Nhưng ngũ hành sinh khắc, tức nếu tham gia quá nhiều vào các chuyện xui xẻo thì giống như diêm gặp lửa. Dễ làm cho bản thân bắt đầu xui xẻo. Nếu nhất định phải tham gia thì tùy vào nghi lễ mà nên tránh làm bước cuối cùng. Ví dụ đưa đám ma thì lúc cuối nên quay lưng lại với bia mộ. Đối với phòng sinh đẻ thì nên chuẩn bị một bao lì xì đỏ để lấy chút khí lành. Thứ hai, không đến nơi hoang vu, hẻo lánh vì theo thuyết âm dương, chỗ nào càng vắng vẻ heo hút, âm khí càng nhiều, không tốt cho người phạm thái tuế. Thứ ba, không tiến hành chuyện lớn, chuyện đại sự tốt nhất. Nếu gặp những chuyện có tính biến động lớn hoặc biến hóa không lường trước được thì nên nhẫn nại hoặc không nên tham gia. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thứ tư, không nên đứng ra giúp đỡ hay bảo đảm cho người khác bất cứ lúc nào phạm thái tuế, tối kỵ bốc đồng, sốc nổi. Đứng ra lo chuyện bao đồng, giúp đỡ người không quen biết hay giúp bạn bè đứng ra đảm bảo để vay mượn tiền bạc. Những hành động thiếu suy nghĩ sẽ khiến cho bạn vướng phải phiền phức, rắc rối, thậm chí có thể bị họa đau thương hay vướng phải kiện tụng, nên lánh đi là hơn. Nữ tuổi Bính Thìn năm 2024 lại có được sự ảnh hưởng tích cực của sao Thái Âm chiếu mệnh. Sao Thái Âm là các tinh chủ về danh lộc và hỷ sự, vì thế khi sao Thái Âm chiếu mạng, điều này làm cho bạn nữ tuổi Bính Thìn không cần phải lo lắng nhiều về vận hạn của mình. Việc cần làm lúc này là bạn cần phải chú trọng để nắm bắt lấy thời cơ, để hoàn thành kế hoạch của mình trong năm và nhận được kết quả ngoài sức mong đợi. Sao Thái Âm là cát tinh, đây là sao chủ về đường công danh, tài lộc và may mắn. Thế nên, hãy cứ vui vẻ, thoải mái khi được sao này chiếu mệnh. Bạn chỉ cần nắm bắt được cơ hội tốt, tiến hành các kế hoạch và hoàn thành nó trong năm là mọi sự đều thuận lợi. Bạn sẽ sớm có được những thành công đáng nể. Có thể nói năm 2024, đối với nữ tuổi Bính Thìn, đây là năm có nhiều cơ hội phát triển về công danh, sự nghiệp, tài lộc, có sự trợ giúp, nên mọi việc đều được xem là thuận buồm xuôi gió. Nhưng cũng giống như nhiều tuổi khác, nữ tuổi Bính Thìn cần phải hết sức chú ý tới sức khỏe của mình trong năm nay. Vì nếu không có sức khỏe tốt, cũng khó có thể thực hiện được các công việc khác lâu dài. Đặc biệt là cần chú ý trong tháng 4 âm lịch và tháng 7 âm lịch, đây là 2 tháng xung của bổn mạng. Tử vi từng tháng theo âm lịch của nữ tuổi Bính Thìn, những người sinh năm 1976 trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên là tử vi tháng 1 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Thìn, nữ mạng.
Năm 2024, quý cô tuổi Bính Thìn gặp phải cục diện phá thái tuế, nên cần phải chuẩn bị tinh thần đối diện với nhiều điều không may mắn. Đáng mừng là trong tháng đầu tiên của năm mới, quý cô không gặp phải vấn đề nào quá phức tạp, thái độ làm việc tích cực và nhiệt tình, không sợ khó khăn, vất vả hay đối diện với áp lực, chính nhờ vậy mà bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Tình hình tài lộc không có nhiều biến động, mức lương hay lợi nhuận không gia tăng quá nhiều, quý cô cần chú ý chi tiêu nếu không muốn rơi vào cảnh cháy túi. Trong mối quan hệ tình cảm gia đạo của người tuổi Bính Thìn chớ xem mình là nhất, tại sao bạn muốn có hạnh phúc trong khi luôn không lắng nghe ý kiến của bất cứ người nào? Chỉ khi bạn hiểu người ấy, biết lắng nghe hơn thì mới có được hạnh phúc đích thực. Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Thìn, nữ mạng. Tháng 2 âm lịch, tháng Đinh Mão, quý cô tuổi Bính Thìn phải đối diện với một vài khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống. Tình trạng sức khỏe có dấu hiệu giảm sút nên quý cô làm gì cũng vất vả hơn so với mọi người xung quanh, nhiều việc đổ dồn lên đầu khiến cơ thể thường xuyên phải chịu áp lực lớn. Tốt nhất quý cô nên cố gắng giữ những suy nghĩ lạc quan và tích cực, may mắn là thời điểm này. Các mối quan hệ xã giao của bạn đang phát triển khá tốt, bạn có thể hỏi xin sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Thiên tài ghé thăm, cho thấy đây cũng là tháng mang tới cơ hội để thúc đẩy tài chính tăng trưởng. Những thử thách trong thời gian này khuyến khích bạn nỗ lực nhiều hơn, để chứng tỏ khả năng của mình, nhờ thế học hỏi được nhiều hơn, đạt được những kết quả tốt đẹp hơn trong công việc hay mọi hoạt động. Quý cô cũng cần lưu ý giữ gìn sức khỏe, không nên giấu bệnh, không nên chần chừ không đi khám, một khi cơ thể có dấu hiệu biểu hiện bệnh tật. Tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Thìn, nữ mạng. Tháng 3 âm lịch, tháng Mậu Thìn, quý cô tuổi Bính Thìn phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối diện với nhiều vấn đề, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Quý cô thường xuyên lơ là dẫn đến những lỗi sai không đáng có, nếu cứ tiếp tục tình trạng này kẻ tiểu nhân có thể nhân cơ hội để hạ bệ. Chuyện làm ăn cũng không có nhiều điểm sáng, quý cô dễ rơi vào trạng thái bị động, phụ thuộc vào người khác hoặc bị người khác lừa gạt, mất tiền hao của. Tháng này cũng không mấy thích hợp để xác định mối quan hệ tình cảm, quý cô cần bình tĩnh tìm hiểu kỹ về đối phương hơn. Tử vi tháng 4 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Thìn, nữ mạng. Bước sang tháng mới, tình hình tài chính của quý cô tuổi Bính Thìn có dấu hiệu tăng nhẹ, chủ yếu là nhờ có các tinh chủ về tài lộc chiếu mệnh. Quý cô có thể phát tài bất ngờ hoặc là giàu lên nhanh chóng nhờ những công việc tay trái của mình. Đối với người làm công ăn lương, những thành tích đáng mừng của bản mệnh trong sự nghiệp chính là nguyên nhân giúp cho lãnh đạo không ngần ngại thưởng nóng, thậm chí là tăng lương, quý cô hãy coi đây là động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Đối với người làm ăn kinh doanh, bạn có thể kiếm được một khoản tiền lời lãi nhờ những mối đầu tư trước đó của mình. Tháng này tuy khoản tiền nhận được không quá lớn, thế nhưng cũng đủ để khẳng định con đường bạn đi là đúng đắn. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe xuống dốc lại là điều quý cô cần phải quan tâm và chú ý. Bạn thường xuyên mắc phải các căn bệnh vặt vãnh dù không nghiêm trọng, thế nhưng lại khiến cơ thể mệt mỏi, tinh thần sa sút. Bạn nên chăm chỉ rèn luyện tập thể dục, thể thao và có lối sống hợp lý để cải thiện sức khỏe của mình. Tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Thìn, nữ mạng. Vận trình của quý cô tuổi Bính Thìn trong tháng mới có dấu hiệu cải thiện hơn khoảng thời gian trước kia. Quý cô có thái độ nghiêm túc hơn mỗi khi bắt tay vào công việc, nhờ thế mà bạn phát hiện ra được những lỗi sai tồn tại từ trước đó và có hướng khắc phục hợp lý. Quý cô cũng dần dần lấy lại được lòng tin của người làm lãnh đạo và được giao cho giải quyết những công việc quan trọng hơn. Về sức khỏe của quý cô lại không được tốt đẹp như vậy, giờ giấc sinh hoạt không có khoa học là một trong những nguyên nhân chính khiến cơ thể thường xuyên rơi vào tình trạng mất ngủ, đau dạ dày, đau đầu, quý cô cũng thường xuyên mắc các bệnh do thay đổi thời tiết. Chuyện tình cảm vợ chồng vẫn khá u ám, ảm đạm, bản mệnh và người ấy đang ngày một xa cách vì những bất đồng trong quan điểm sống, cả hai đều không nên khăng khăng với ý kiến của mình. Hãy học cách đặt mình vào vị trí của người ấy và suy nghĩ cho người ấy, có thể quý cô sẽ nhìn ra một hướng đi mới để khắc phục những bất đồng còn tồn tại. Tử vi tháng 6 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Thìn, nữ mạng. Bước sang tháng 6 âm lịch, quý cô tuổi Bính Thìn có vận trình khá ổn định. Trên nhiều phương diện của cuộc sống, quý cô tiếp tục kiên trì và hoàn thành những nhiệm vụ mà cấp trên giao phó, thậm chí còn gặp được một vài cơ hội để thể hiện khả năng của mình, tạo được thêm cơ hội cân nhắc trong tương lai. Tình hình tài chính không có nhiều biến động, quý cô nên dành nhiều thời gian để nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển hơn là vội vàng đầu tư vào một lĩnh vực nào đó. Chuyện tình cảm, trong khoảng thời gian này, người độc thân cũng dần mở lòng hơn với người khác, bạn có thể cảm nhận được rằng xung quanh có rất nhiều người luôn quan tâm, chăm sóc cho mình.
Tình hình sức khỏe của người tuổi Bính Thìn cũng không gặp vấn đề gì quá đáng lo ngại, nhưng quý cô vẫn không nên coi thường những vấn đề về sức khỏe. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Thìn, nữ mạng. Dù là tháng cô hồn, nhưng về công danh, sự nghiệp của quý cô tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976 khá lý tưởng, con giáp này có nhiều cơ hội để thăng tiến lên vị trí cao hơn, cũng có nhiều không gian để phát triển theo con đường mình muốn, khó khăn, trở ngại cũng sẽ sớm được khắc phục, cứ cố gắng kiên trì tới cùng sẽ có quý nhân nâng đỡ, kết quả khả quan. Gặp thiên thời, địa lợi, dù đôi khi tinh thần làm việc chưa quá hăng hái, nhưng mọi thứ tiến triển khá thuận lợi, ít có phát sinh sự cố bất ngờ. Những người làm công ăn lương nên tự tin hơn trong việc thể hiện quan điểm, ý kiến cũng như phát huy điểm mạnh của bản thân mình. Làm được điều này, bạn sẽ dễ dàng lọt vào mắt xanh của người làm lãnh đạo, cuối tháng có khả năng được thưởng nóng hoặc được tăng lương. Chuyện tình cảm, có nhiều tiến triển mới, được sự hậu thuẫn của nhiều cát tinh, quý cô tự tin trong giao tiếp, khéo léo trong cách hành xử, sức hút cứ thế lan tỏa. Duyên khác giới vượng lên rất nhiều, có lợi cho người độc thân trong việc tìm kiếm đối tượng phù hợp, sẽ có không ít người thầm thương trộm nhớ bạn. Một vài mâu thuẫn, xung đột hay hiểu nhầm giữa các thành viên trong gia đình đều được giải quyết ổn thỏa, có điều các cặp vợ chồng kết hôn lâu cần dành thời gian để hâm nóng tình cảm hơn nữa. Tử vi tháng 8 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Thìn, nữ mạng. Tháng 8 âm lịch, quý cô tuổi Bính Thìn gặp được nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mọi mặt trong đời sống. Quý nhân xuất hiện có thể mang đến cho bản mệnh nhiều tin vui hoặc là cơ hội để khẳng định bản thân, tạo ấn tượng sâu sắc cho người khác. Quý cô cần nhanh chóng nắm bắt cơ hội này, chứ không nên để nó trôi qua một cách đáng tiếc. Tháng này, tài vận của quý cô tuổi này có nhiều điều khởi sắc, có tài tinh soi chiếu đều có thu hoạch nhất định, thêm cả sự xuất hiện của thực thần. Quý cô có thu nhập tăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh trong tay, thu nhập của quý cô đến từ nhiều nguồn và khá linh hoạt chứ không phụ thuộc vào duy nhất một bên nào. Người kinh doanh, buôn bán khả quan, quý cô cần nhạy bén tài chính sẽ nhìn ra cơ hội kiếm tiền ở khắp mọi nơi, làm gì cũng có cơ hội thành công, hãy mạnh dạn làm điều bạn có tự tin. Trong các mối quan hệ, bạn có thể làm quen được với một vài đối tượng khá triển vọng, hãy giữ mối quan hệ với những người đó. Bởi dù không có tiến tới tình yêu, thì đôi bên vẫn có thể làm bạn tốt, giúp đỡ nhiều cho nhau trong tương lai. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Thìn, nữ mạng. Bước vào tháng 9 âm lịch, vận trình của quý cô lại trở nên khá ảm đạm, quý cô ít gặp được chuyện như ý muốn. Nhưng may mắn là cũng không có điều gì quá xui xẻo phát sinh, quý cô cần cẩn thận hơn trong mối quan hệ xung quanh, đừng để kẻ xấu có cơ hội hãm hại mình. Đây là tháng xung của tuổi Bổn mạng, chuyện làm ăn kinh doanh cũng cần cân nhắc kỹ càng, không nên nôn nóng để rồi cuối cùng lại thiệt hại do chính mình gánh chịu. Tinh thần không được tốt cộng thêm cơ thể mệt mỏi mới là nguyên nhân chính khiến bạn sẽ có quyết định thiếu sáng suốt. Công việc bấp bênh, khi có nhiều thay đổi đòi hỏi bạn phải thích nghi, đây là thời gian thích hợp để bạn nên đầu tư cho các ý tưởng và các kỹ năng có liên quan tới công việc. Điều này có thể mang đến kết quả tốt giúp bạn có được sự ghi nhận nơi công sở. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Thìn, nữ mạng. Tháng 10 âm lịch trôi qua một cách khá bình lặng đối với quý cô tuổi Bính Thìn, công việc vẫn tiến triển đều đặn, nhưng ít có cơ hội để vươn lên khẳng định bản thân, có lẽ vì vậy mà bạn chỉ nên nghiêm túc và khiêm tốn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vấn đề sức khỏe, dễ xảy ra vấn đề trong thời điểm này, bạn cần chú ý khi vận hành máy móc hoặc khi tham gia giao thông, nếu không dễ phải chịu tổn thương thân thể. Chuyện tình cảm không mấy yên ổn khi vợ chồng thường xuyên tranh cãi nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Thìn, nữ mạng. Bước sang tháng 11 âm, tài vận của quý cô tuổi Bính Thìn có dấu hiệu phát triển rực rỡ. Quý cô có thể nắm bắt được những cơ hội đầu tư kinh doanh đáng ngưỡng mộ, giúp lợi nhuận phát triển nhanh chóng hơn hẳn so với khoảng thời gian trước kia. Người làm công ăn lương cũng có cơ hội nhận được khoản tiền xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra, chỉ cần cố gắng là sẽ nhận được phần thưởng. Về tài lộc của quý cô tuổi Bính Thìn có thu nhập trong tháng chủ yếu tới từ công việc chính, thời điểm này, quý cô tốt nhất nên tập trung làm tốt công việc của mình, đừng có đứng núi này, trông núi nọ hay kiêm nhiệm quá nhiều công việc khác. Có điều tài vận cuối tháng giảm sút, kinh doanh hay đầu tư gặp không ít bất lợi nên tranh thủ tiến hành việc quan trọng từ đầu tháng, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Chuyện tình cảm, có những dấu hiệu phát triển tích cực, người độc thân có thể sẽ được giới thiệu cho những mối có triển vọng. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Thìn, nữ mạng. Trong tháng Chạp,
tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn, vận trình của quý cô tuổi Bính Thìn không mấy rực rỡ, nhưng nhìn chung vẫn ổn định. Quý cô nên dành thời gian này để nhìn lại những gì mình đã và chưa làm được trong suốt một năm vừa qua, để rút ra những kinh nghiệm đáng quý. Về cơ bản, sự nghiệp cũng như tài lộc của bạn đều đã có bước phát triển ổn định và rõ ràng. Bằng sự chăm chỉ và nỗ lực suốt cả một năm, thì đây là tháng mà quý cô tuổi Bính Thìn có được nhiều nguồn thu đổ về, tiền lương, tiền thưởng, giúp cho tài lộc dũng dỉnh. Bên cạnh đó, trong tháng này có không ít thứ cần phải chi tiêu cho dịp Tết, quý cô nên biết cách chi tiêu cân đối để tài chính không bị hao hụt lớn. Về tình cảm, người độc thân nên cởi mở hơn trong những mối quan hệ xã giao, chớ nên phụ thuộc vào người khác. Người đã có gia đình thì cần biết bao dung, thấu hiểu cho nửa kia nhiều hơn. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.